Tất nhiên là hiện tại là mình xin cố gắng có cái hòm để lo tang lễ cho con mình phải không? Rồi, cuộc sống mà giàu là mấy người con mất hết rồi mới có ai nuôi? Thì bán cái số. Từ bán cái số hả? Là cái như tổng cộng là bà nghe thanh tự là bà mất hàng tế bây giờ luôn là ba người con rồi mọi người. Thì đây là người con thứ ba và con cả nhưng mà mất là người thứ ba. Còn anh thì đang bị như thế này. Chị thì rất là hiền mà chị cũng đi làm thuê làm mướn thôi chị. Cuộc sống ở dưới quê dưới có ổn không? Nhà sập nhà nước cho mấy tháng to nuôi đất nhà lấy sớm chết nồi ơi rồi cho người về cái chén rồi cái người về cái nồi rồi cho chiếc chiếu người cái thao Rồi nguyên nhân mất là bị bệnh thận hay là bên cái đường nó biến chứng vào thận rồi chạy thận bà qua phổi phổi mới hẳn rồi cái phổi lủng nói ra cái lỗ thủng mà lủng rồi cái dây vô thẳng cái đi chạy thẳng về cái chết queo luôn. Thôi thì con cố gắng nha, tại vì mỗi người một phần số nha. Thì cô con đến đây thì con sẽ kết hợp với chùa Trại Hòm Hai Be cũng như tất cả quý hành hương trong và ngoài nước, thì có thể giúp đỡ phần nào được cho bà thì giúp đỡ. Dạ, em chào cô. Trong cái hẻm không? Chú này sao chú ngồi đây? Chú này là của người mất hả bạn? Em của người mất cái này cũng bệnh đó nha. Chú này em của người mất đó hả? Ừ. Bình thường chú sống với ai? Sống với mẹ. Mẹ bán vé số. Mẹ đi bán vé số. Để khi mẹ về bả buồn bả đi đâu rồi mấy có mấy người con mất. Thứ hai đây là cái này là thứ hai. Mới 50 tuổi rồi. Dạ, anh chú 50 tuổi hả? Ừ. Bệnh gì mất cô là người như thế nào với người hả? Cô đứng gì hả cô? Thì chú này có bệnh không sao ngồi đây vậy? Bị tâm thần. Dạ, là em ruột ha. Này thứ hai, này thứ tư. Dạ, mà bình thường sống chung luôn ha. Sống chung luôn á. Dạ. Để ngồi có mẹ vậy khi ngồi kế bên nhà mẹ khổ dạ. Lắm. Mẹ khổ lắm. Thì tụi con sẽ cố gắng lo cho ông chú. Nhà gì ở đây gì đâu có để được cái hòm. Khi nghe được không? Được. Cái hẻm này thì bà hổm có cái vụ đám cái bên đây là cô hổm thằng em chết phải không? Thằng em bị điện giật chết á. Thằng em bị điện giật chết á. Không, em điện giật là không biết. Bên kế bên hẻm này nè. Bị điện giật chết. Thì con lo đám ma đó. Dạ. Chứ bữa đó con lo đó. Dạ. À, cái này thì khó ra lắm mà nghe. Cái bè vô là hồi 2 năm 2018 thằng em của thằng này. Dạ. Thằng này thứ tư thằng thứ năm chết. Trời ơi. Ba người thằng này nó là ba người sao bà đi đâu tự nhiên đám tang mà bà đi đâu hả? Buồn hả? Đi bà đi vô vậy à, này giờ còn có thằng này đó. Mình ở nhà mình có ghi tên tuổi với chứng minh rồi, ông có qua ông chú có không có. Thì đi cho con mượn đi cho con mượn có thì con mượn con coi tên tuổi này cái nọ nào luôn con dễ nói chuyện đi. Nhà không có ai luôn á. Thằng con thứ hai mắc nữa nè hả? Bữa nữa đi lên rồi, thầy đi đó. Lên thầy lên đi vô đây dạ? Vô đây ngồi đi. Bữa nữa lên thầy đó. Nhắc ghế rồi cho thầy ngồi. Được rồi, lên đây là vụ lên đứng tới anh đi dặn như là ở đây mấy thầy vận động cho. Mấy thầy vận động cho hòm gương có tiền dạ, bạc đồ dạ. Xài nha. Ngày là dạ. Mấy mốt có khổ cực kỳ con lo cho ha. Dạ. Dạ. Còn như thế con cũng bên bên nhóm thiện nguyện cùng với kết hợp với chủ hộ Trại Hòm Hai Be để có thể cố gắng hỗ trợ tang lễ cho ông chú con của bà. Được về nè nghỉ rồi bà có cái gì muốn muốn nói thì bà cứ việc nói bà cứ tâm sự bình thường ha. Dạ. Bà ngồi bà xích xích vô tí xíu được không? Ghế cho thầy ngồi. Thầy chứ thầy vô đây luôn đi kêu chú nó vô đây luôn đi. Kệ thì cái kệ cho ngồi thì ngồi đây mới được, ngồi đây mới tốt. Dạ dạ lên đây con. Dạ. Biết nó nghe không? Thì cứ ngồi cho. Nó thì nó cảm động thôi con. Không vô được thôi ha. Mà tưởng ảnh nghèo khổ thì mình giúp để mới có tiền cho ảnh lo cuộc sống cho ảnh á. Nhà ảnh vô được thì vô thì tốt, tại vì người ta thấy khổ á thì người ta sẽ gửi những phần tiền á. Bà lấy ngồi bên kia kìa anh đó. À, chứ không phải là muốn ấy đợi 11 rồi có gì lo cho bà nữa. Hỗ trợ
không ngồi được, không được thì thôi chứ mất đứng tội nghiệp ổng. Cho ông ngồi xích xích vô kia là phẹp phẹp xuống à. Trời ơi. Dạ dạ. Cô phải dịnh ha, cô phải ngồi dịnh ha. Tội nghiệp quá vậy. Ông bình thường là phải ngồi ấy vậy đó hả? Thuốc đồ cô mua cho ổng hàng tháng hay sao cô? Ông anh chú này bệnh gì vậy cô? Tâm thần bại liệt. Tâm thần bại liệt 25 hả? 25 năm rồi. Bà phải nuôi vậy đó hả? Dạ. Rồi hiện tại là khi mà ông chú mất, ông chú tên gì? Ông chú mất này tên gì? Quỳnh Ngọc Ngợi. Ông Ngợi ha, 50 tuổi ha. Dạ. Ông có lúc ông cũng đi chùa, rồi ông có ăn này nè. Dạ. Thầy này biết ông đi chùa, chở út đi chùa. Mày qua hoài. Không về bà có đi bán vé số chưa? Hôm nay không biết đâu có chơi đi bán. Có được bán được rồi đó. Có được mà hôm nay đi nuôi ổng đó. Đây là con mà phải không? Ừ, nuôi ổng mới trở về nè. Con bà nuôi bên ổng viện nào? Hữu Nghị. Hữu Nghị hả? Hữu Nghị là chỗ lãnh hay là thành phố? Lãnh. Dạ dạ. Xe từ thiện trở về không ăn tiền bà. Bệnh gì mà chết vậy bà? Thận. Bị tiểu đường biết hả thận, hôm qua dắt giờ chạy thận nè. À. Tối về mọi cái chết luôn. Vậy đó hả? Xe từ thiện đưa về. Không ăn tiền. Còn cho tôi 300 ngàn nữa. Dạ. Dạ. Thầy sao mới nhỏ vậy? Thầy được rồi đó, được rồi cô, được rồi đó cô. Vậy thì được rồi cô. Đi bán chiếc số này nuôi ông thầy với ông này. Ông thầy tiểu đường mấy năm không biết chứng được. Là đây là con cả ha bà? Dạ. Rồi ông biến tim, rồi ông biến hỏi rủng nữa. Dạ. Ôi, văng ra máu. Tổng cộng bà có bao nhiêu người con? Thì có như đây nè, cô này là con gái, nghèo quá đi làm mướn ở bên kia mới về. Còn ông này tâm thần, ông này thứ hai. Vậy là ba người con. À. Mất hết hai người nữa. Mất hai người. Là năm người. Vậy là tổng cộng bà mới đây bà mất hết ba người con trước à. Dạ. Tổng cộng bà có sáu người, ba với hai là năm người. Năm người con. Sáu người con. Rồi chị làm gì? Chị làm nghề gì sống? Đi làm cũng mướn ngày chắc được trăm mấy hả? Kinh tế ổn không? Mấy có mấy người con? Có hai người. Ở đâu chị ở đâu? Có chồng về ở chỗ ông á. À chứ ngày bữa nay chị mới về đây ha, mất rồi chị mới về phải không? Tưởng đang em tìm hiểu hoàn cảnh thì mới mốt là em biết rồi. Dạ. Được chứ bà con đâu cũng được chứ. Cũng có cái nhà mấy ông nhận cho. Dạ. Rồi cái này là mình khi mà mình chắc mình đi thiêu hay chôn với bà? Thiêu rồi bỏ chùa hả? Hay là đem về nhà? Dạ gửi đi. Dạ chùa ha. Dạ. Thì để biết để tụi con có thể sắp xếp được cái lịch trình để mà mình hỗ trợ ha. Dạ. Bà yên tâm nghe, cố gắng thì bên tụi con là sẽ hỗ trợ và coi như là bà không có tốn chi phí nào cả. Tụi con sẽ cố gắng hết sức để lo cho cái tang lễ cho nó chỉnh chu một tí nha. Dạ. Bố không có ghế thầy ngồi đó. Thầy ngồi ở kia hả? Tí xíu để cái hộm đây hả ta? Dạ, để bên đó. Này khiên là khổ anh ha, cực ha. Này khiên ra là... Khiên ra gần này, hẻm này, khiên đây rồi. Nhưng mà cũng có cái nhà cũng đỡ rồi. Này là thuê hay là nhà của mình đó? Nhà của mình nhà tài trợ cho ổng nè, ổng này nè. Chú này tên gì bao nhiêu tuổi? Quỳnh Dương Bé. Chú bé hả? 45 tuổi. 45 tuổi. Thấy nhà thấy ai cũng khắc khổ chân ha. Thì không về như vậy mà sao bà không hữu duyên với con? Con thường giúp mấy cụ già nhiều lắm mà bữa nay con mới biết đó. Tôi ông suốt đời rồi đó. Hôm qua có ai chết thằng đằng đằng đẵng hả? Em. Ông điện thoại em cho không? Ông điện thoại cho con vô mà con chôn chưa? Chôn rồi. Con vô không kịp, tại hôm qua con đi trễ con vô không kịp. Thiêu rồi sao rồi chưa? Mới gặp ổng ông cầm điện thoại ông quay phim giùm con luôn đó. Dạ. Xong rồi ông đi chết luôn, nhanh quá. Chuẩn bị đồ đạc xong hết hả bà? Dạ. Nói cả đem hòm rồi
Dạ thì nãy là nó là 7 giờ mới ấy phải không? 7 giờ thì cứ việc tới 7 giờ thì tụi con tụi ấy mấy anh em sẽ hỗ trợ đem cái ấy lại thôi. Chứ mình không có đem sớm mà, chứ mình cũng người nhà mình không cái đó, mình bên đây mình cứ hỗ trợ là trái cây đồ mình có mua không? Dạ có, để sẵn hết trơn. Đầy đủ hết rồi phải không? Dạ. Có thiếu gì không? Ai biết em á, giờ mua giấy tờ đó thầy. Giấy ấy rồi ha, nước rồi có ha, nhang rồi có. Bộ tâm sơn có chưa? Ủa sao không cúng bộ tâm sơn vậy? Trời đâu có biết đâu thầy. Bộ tâm sơn cúng trên đây không có cúng à. Có nè, có gạo phải không? Ờ à, có cũng được, con thấy không có cúng, con tưởng không có cúng, cúng nó được. Dạ dạ. Số về thu nhập bà ổn được không? Cũng được, ăn lót qua ngày. Hổng dạ bà thường thường có ba bên hội bên từ thiện nào có giúp đỡ bà gạo hay là đồ ăn gì không? Thì ta đi ngang ta thấy ổng ai có thì ta liền cho 5 kg, có khi 10 kg, có khi thùng mì, có khi 10 cái mì. Vậy hả? Có khi 10 cái hộp vậy. Nói chung là cũng có người cũng lâu lâu cũng có cho tặng từ thiện thì đúng không? Ngồi ngoài đường đi ngang ta thấy là cho. À. Ủa con cũng vậy này, con cũng đi nhiều mà con không thấy bà. Từ hôm dịch cái này nhớ với bà nhớ nhà không có thầy già nhớ nhà đó không thôi con em la dạ ừ vậy ổng đâu có đeo khẩu trang đâu nó đâu nhớ ổng muốn chết làm cái chốt chỗ đó nó nhớ rồi chỉ biết ăn cơm với chú cho người một tí đồ ăn đắt hút thuốc là được lại là cười vậy đó hả con không cô ơi con họ thật sự là con không tin cô nói là một ngày phải ăn 2 nải chuối luôn đó 2 nải chuối đúng luôn rồi một ngày nếu mà điều lượng của cô ông chú là như thế nào chuối xiêm hai nải rồi gì nữa thuốc thì 3 gói thuốc 3 gói thì tiền đâu bà chị nè bà có tiền mà chị nói 7 ngàn gói thì 3 gói thì cũng hết 2 mấy ngàn rồi bà bán bao nhiêu tờ giấy số ra nữa cũng 20 tờ giấy số 50 thì 70 nó đúng chụp mấy người cha cha như cứ gì đi ngang thấy cái cho 10 ngàn 5 ngàn 20 không bạn em vĩ đại quá ha nuôi hết lấy đứa con người có nó ngoài đường á có người đi ngang cho dạ có nói chuyện gì không có nói chuyện gì không từ xưa gì luôn á dạ anh nhân hai CEO Hòa Minh Đồ Ba xin kính chào quý mạnh thường quân thì hiện tại Hòa Minh Đồ Ba đến đây là một hoàn cảnh của ông chú vừa bị mất thì đây mà mọi người thấy một cánh già của cụ mẹ già rất là neo đơn Hòa Minh Đồ Ba cũng biết là trong tuần nay Hòa Minh Đồ Ba đã làm 2 cái đám tang rồi và quý bà con anh chị em rất là khó khăn rồi đây là cái đám tang thứ 3 trong tuần này thì cũng thấy cái hoàn cảnh thì mình cũng không thể bỏ được mọi người thì hiện tại là mẹ già 70 tuổi con bà mất ở đây là 50 hả bà dạ rồi bà cần rồi đây là một anh con trai của bà cũng đang bị tâm thần rồi chị đây thì kinh tế rất là khó khăn ở quê xa mới chạy về ơi. Dạ nhổ cỏ rồi bây giờ thì bà cần gì với mà anh thường quân không bà nói cho con tiếng thôi nhờ anh thường quân giúp đỡ cho con đi xin đồ em gần lại chút xíu nè vậy là tất nhiên là hiện tại là mình xin cố gắng có cái hòm để lo tang lễ cho con mình phải không? Dạ. Rồi cuộc sống mà giàu là mấy người con mất hết rồi mới mất ai nuôi? Thì bao nhiêu số? Từ bao nhiêu số hả? Là cái như tổng cộng là bà nghe thăm được là bà mất hiện tế bây giờ luôn là 3 người con rồi mọi người. Thì đây là người con thứ 3 và con cả nhưng mà mất là người thứ 3. Còn anh thì đang bị như thế này. Chị thì rất là hiền mà chị cũng đi làm thuê làm mướn thôi chị. Cuộc sống ở dưới quê dưới cổ không? Nhà sập nhà nước cho mấy thằng to nữa đất nhà lấy sớm chết nồi ơi rồi cho người về cái chén rồi cái người về cái nồi rồi cho chiếc chiếu rồi cái thao rồi nguyên nhân mất là bị bệnh thận hả ba bệnh tiểu đường rồi nó biến chứng vào thận rồi chạy thận rồi phổi mới hận rồi cái phổi lũng nói rồi có lỗ phụ mà lũng rồi cái gì thẳng cái đi chạy thẳng về cái chết queo thôi thì con cố gắng nha tại vì mỗi người một phần số nha thì cô con đến đây thì con sẽ kết hợp với chùa Trại Hòm Hai Be cũng như tất cả những thành viên trong và ngoài nước thì có thể giúp đỡ phần nào được cho bà thì giúp đỡ nhưng mà con hứa chắc một điều luôn là cái tang lễ của bà thì sẽ con xin lỗi cái tang lễ của ông chú ở đây
thì sẽ không bao giờ tốn một cách bạc đồng xu nào cả. Cái tang lễ công chúa ở đây thì Hòa Minh Đồng Ba cùng sẽ trại hòm Hai Be cũng như là quý mạnh thường quân trong và ngoài nước sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí dành cho bà con, cũng như là hỗ trợ cho ông chú. Thì cũng hy vọng là tối mỗi người mình hùng duyên một người một tí một ít để có thể làm phước. Bà cũng thường đi chùa đúng không? Dạ. Thì con nghĩ của bà cũng thường đi chùa thì Phật cũng yêu thương cũng dẫn dìu dắt chúng con đến đây để có thể hỗ trợ phần nào kinh tế cho bà mình làm hộ sự cho ông chú. Dạ. Dạ thôi con xin phép bây giờ con xin phép về và cũng như là con sẽ báo cáo với những cái mạnh thường quân cũng như là sẽ hỗ trợ tang lễ cho ông chú nha. Dạ. Xin ông bà yên tâm trước mắt gửi lời chia buồn gia đình nha. Dạ. Cảm ơn chú với ông hai với các mạnh thường quân. Dạ thì sau tang lễ thì con sẽ gặp bà nữa mà. Dạ. Dạ thì con bây giờ là 7 giờ liền ha. Dạ. 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 Chú này này dịch á. À hôm giờ đây luôn ha. Ờ người nó ở trong nhà không. Bây giờ bị đám người ta mới mở chú. Dạ. 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 Dạ